đến gần cổng thì sẽ áp vào nước quần áo. Đấy là đúng là bây giờ các em bây giờ đã cái điều kiện vật chất nó tốt hơn rất nhiều. Ngày xưa cũng ngày xưa thì rất là kỷ niệm đấy thì và một cái nữa mình muốn nói là đúng là cái tinh thần nó rất là sôi sục trong mình từ từ lúc mà bắt đầu cái nhóm mà phòng lớp được lập ra là lúc nào cũng chỉ đầu tư thời gian bố trí rất là nhiều công việc để có thể hôm nay có mặt ở đây để gặp mọi người. Và em biết là mình biết là rất nhiều bạn cũng như vậy, và mong là chúng mình sẽ